Bangladesh ngày 19 tháng 4 báo cáo có 7 người chết vì virus corona chủng mới, nâng con số tử vong ở nước này lên 91 người. Con số lây nhiễm tăng 312 ca, tổng cộng thành 2.456 người. Bộ trưởng Y tế Zahid Mekhlet chỉ trích chính quyền vì khó khăn trong việc thi hành lệnh cấm tụ tập đông người sau khi thất bại không chặn đứng được một đám đông cầu nguyện trong một đám tang ngày 19 tháng 4 với hàng ngàn người tham dự. Đám tang được tổ chức sau khi một giáo sĩ Hồi giáo được nhiều người ngưỡng mộ qua đời tại quận Brahmaparia. Bangladesh hiện nay đang đóng cửa trên toàn quốc vì COVID-19, dự kiến lệnh phong tỏa sẽ chấm dứt vào ngày 25 tháng 4.